Đây là chú chó trung thành nhất mà tôi từng thấy. Ngày nào nó cũng như một thói quen ra trước nhà ga, sau đó ngồi đợi ông chủ đi làm trở về. Cho dù mưa hay nắng nó vẫn luôn ngồi đó. Nhưng tuyệt nhiên ông chủ của nó không hề xuất hiện. Vậy chuyện gì đã xảy ra với người chủ đó? Câu chuyện bắt nguồn từ 10 năm trước, khi giáo sư Trần đang trên chuyến xe cùng đồng nghiệp tới cơ quan, nhưng bất ngờ chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Tài xế nói rằng như kiểu ông vừa đâm vào gì đó. Thế là tất cả mọi người mới bước xuống kiểm tra. Ai ngờ lại phát hiện một chú chó ở trong gầm. Thật may là nó không bị thương. Ông Trần vốn dĩ lại rất thích chó, nghĩ rằng nó bị lạc khỏi nhà. Thế là ông đã trực tiếp bế lấy chú chó nhỏ, sau đó đi tới ngôi làng gần đó, hy vọng có thể tìm lại chủ nhân của nó. Ai ngờ đây lại là một ngôi làng bỏ hoang, hoàn toàn không có người sinh sống. Không còn cách nào khác, ông Trần chỉ đành bế nó quay lại chiếc xe. Ông định mang nó về nhà nuôi, nhưng lại rất sợ bà vợ phản đối, vì bà ấy là người cực kỳ ghét chó. Tuy vậy cũng không thể vứt bỏ nó được. Ông đem nó đến trường và gạ gẫm đồng nghiệp nhận nuôi nó, nhưng tuyệt nhiên ai cũng từ chối. Người thì bảo có mẹ già, lông chó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bà ấy. Lúc này ông Trần cũng đã hết cách, làm ông đành phải lén đưa nó về nhà, giấu nó trong chiếc cặp sách để qua mắt bà vợ. Sau đó giáo sư đưa nó lên tầng 2, cẩn thận cho chú chó vào một chiếc hộp, rồi còn cẩn thận đậy nắp lên trên. Trước khi rời khỏi, ông còn nhắc nhở con chó phải nằm im ở trong đó. Nhưng với một chú chó tinh nghịch thì đó là điều không thể. Sau đó trèo ra khỏi chiếc hộp, cứ vậy chạy thẳng xuống cầu thang, chẳng may lại bị đúng anh con trai của giáo sư bắt gặp. Kết quả khiến mọi việc vỡ lở, một cuộc họp gia đình cứ vậy được diễn ra. Giáo sư cùng chú cún chỉ biết ngồi co ro, hứng trọn cơn giận dữ của bà vợ. Hóa ra bà ấy hồi còn trẻ đã không may bị chó cắn, từ đó trở đi bà vô cùng là sợ chó. Lúc này để xoa dịu bà vợ, giáo sư chỉ đành đưa ra một ý, ông sẽ kiếm người phù hợp để làm chủ mới của nó. Sau đó cũng rất nhiều người đến xem, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đủ tin tưởng để giáo sư giao chó cả, khiến ông chỉ còn cách đặt nó lại chiếc hộp cũ, rồi còn tặng cho nó một con gấu bông nhỏ, nhẹ nhàng dặn dò nhớ không được quậy phá. Để bà chủ nổi điên thì bọn họ chỉ có nước ra đường ngủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, ông lên phòng kiểm tra thì mới bất ngờ ngơ ngác nhưng không bật ngửa. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đã bị chú chó quậy phá làm cho tanh bành, đã thế còn làm đổ hết bộ mặt trường rất yêu thích của bà chủ. Không những thế, nó còn rất hứng thú với quân bài Bát Đồng. Điều này làm giáo sư nghĩ rằng nó thích quân bài đó, thế là ông đã đặt tên con chó là Bát Đồng. Ai ngờ đến chiều hôm đó khi ông đi làm về, tìm thế nào cũng chẳng thấy chú chó đâu. Chạy ra hỏi mụ vợ mới biết đã có một người nhận nuôi, thế là ông đã hỏi gia cảnh về người chủ mới ấy. Nhưng vợ ông đâu có quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ con chó đi cho khuất mắt. Điều này khiến giáo sư vô cùng tức giận, cứ vậy chạy đi tìm Bát Đồng khắp nơi. Không lâu sau thì ông tìm thấy nó đang bị xích tại một quán bán bún. Thật may là nó vẫn còn sống. Nhân cơ hội không ai để ý, giáo sư liền cắt đứt dây chói, rồi lấy chiếc áo khoác trên người để che chắn, thành công cứu Bát Đồng trở về. Sau đó trực tiếp tắm rửa làm sạch mọi vết bẩn trên người con chó. Nhìn thấy vậy, mấy bà hàng xóm cũng nói với bà vợ, ông ấy đã tắm cho chị như thế bao giờ chưa? Điều này khiến bà chỉ biết cười trừ. Dưới bàn tay của giáo sư, diện mạo của Bát Đồng đã hoàn toàn được thay đổi, nhìn nó đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Sau chuyện lần này, bà vợ cũng không dám tự ý cho chó đi nữa. Tất cả những người có ý định nhận nuôi đều phải điều tra lý lịch ba đời. Chỉ cần một đời có tiền sử ăn thịt chó sẽ ngay lập tức bị loại. Cũng vì quá khắt khe như vậy nên tuyệt nhiên chẳng ai đủ tiêu chuẩn. Bát Đồng vì thế vẫn có thể ở bên giáo sư. Không lâu sau, cô con gái cả dẫn bạn trai về ra mắt. Nhưng vì quá mải mê chăm sóc chú chó, ông Trần đã để hai cô cậu phải đợi rất lâu. Đến khi ra nói chuyện với con rể tương lai thì lại chẳng biết nói gì. Ai ngờ đúng lúc này Bát Đồng lại quậy phá, chạy đến bàn mặt trược của bà vợ, khiến ván bài đẹp của bà bị phá hỏng. Nó đã trực tiếp khiến bà nổi trận lôi đình, chửi giáo sư như tát nước vào mặt. Mới đầu ông cũng im lặng chịu đựng, nhưng càng ngày bà vợ tuôn ra những từ sát thương cao. Đến lúc này ông Trần đã không thể chịu được thêm nữa mà nói ra những lời từ tận đáy lòng. Bảo vợ rằng em có thể chơi mặt trược xuyên ngày xuyên đêm mà anh không nói gì, vì đấy là điều em thích. Cả cậu con út nữa có chơi game đến mức tay đã mọc rễ trên bàn phím, nhưng tuyệt nhiên một người bố như ông chưa khi nào nói nửa lời. Còn cả cậu bạn trai của cô con gái nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã không ưng, tuy vậy ông cũng không hề phản đối. Tất cả các thành viên trong gia đình đều được tự do làm những điều mình thích, vậy tại sao anh lại không thể làm điều đó? Rồi ông quyết định từ nay chú chó sẽ là một thành viên trong gia đình. Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều không dám phản đối. Thời gian trôi tới một năm sau, cô con gái của giáo sư cũng tổ chức kết hôn, mà trong bức ảnh gia đình ngoài mọi người còn có cả sự hiện diện của Bát Đồng. Lúc này bà chủ cũng đã có thiện cảm với nó hơn trước kia, thậm chí còn khen nó còn nghe lời hơn cả ông chồng. Mỗi ngày trước khi đi làm, giáo sư đều dặn nó hãy ở nhà ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần ông vừa ra ngoài là nó lại tìm mọi cách đi theo. Khi ông đến được ga cáp treo thì nó cũng tới nơi. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, ông Trần vừa vui vừa bực, vì ông nói thế nào Bát Đồng cũng không chịu về. Thế là giáo sư chỉ đành đưa cho Bát Đồng một tờ báo, bảo nó đưa về nhà cho ông. Lúc này Bát Đồng mới chịu ngậm theo tờ báo chạy về. Nó cứ vậy phi một mạch về đưa cho bà chủ. Nhìn thấy tờ báo bà cũng hiểu ra, còn chỉ cho Bát Đồng chỗ để báo của chồng. Cứ tưởng rằng lúc này cô cậu sẽ ở yên vị ở nhà. Ai ngờ đến chiều hôm đó lại lần nữa nó chạy ra ga cáp treo, ngồi yên vị trước cửa đợi ông chủ đi làm về. Ngay khi ông chủ vừa xuất hiện, nó đã sủa lớn. Điều này khiến ông vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng chú chó này lại thông minh đến vậy. Để thưởng cho nó, giáo sư đã trực tiếp vào bếp. Điều này khiến bà chủ cũng cảm thấy bất thường, vì giáo sư luộc một quả trứng cũng không xong. Ấy vậy mà hôm nay lại trực tiếp vào bếp.
Không lâu sau, ông đã hoàn thành món ăn đó. Ai ngờ bát đồng vừa ngậm vào mồm đã muốn bỏ đi. Vì sợ ông chủ buồn, nó vẫn cố ăn hết miếng đó. Nhưng miếng thứ hai thì nó không thể nuốt nổi nữa, trực tiếp quay người bỏ đi. Thấy phản ứng của bát đồng quá gay gắt, giáo sư cũng không ép, mà ông thử ăn một miếng xem nó có dở thật không. Quả nhiên món ăn này không thể ăn được. Bảo sao bát đồng lại có phản ứng như vậy. Không lâu sau, cậu con trai út quyết định sẽ tới Bắc Kinh làm việc. Tối hôm đó, cậu ngỏ ý thông báo với bố và nói rằng tàu sáng mai sẽ khởi hành. Cứ tưởng rằng ông sẽ phải lo lắng lắm. Ai ngờ ông ấy lại chẳng có phản ứng gì, làm cậu con trai nghĩ rằng bố không quan tâm tới mình. Thậm chí cậu còn nghĩ bản thân trong mắt bố chẳng bằng một con chó. Nhưng mọi thứ lại không phải như vậy. Biết rằng đồ ăn ở Bắc Kinh rất khó ăn, nên đêm hôm đó ông cùng bát đồng đã đội mưa ra ngoài, mua những món ăn mà con trai thích nhất. Đến khi trở về thì toàn bộ cơ thể đã ướt như chuột lột. Cũng vì thế mà sáng hôm sau giáo sư đã ngủ quên, làm trễ giờ ra tàu tiễn con. May mắn bát đồng đã đánh thức ông dậy. Nhưng trên đường tới đó thì đường lại bị tắt nghẽn không sao đi được. Sợ không kịp tiễn con, ông đành xuống xe chạy bộ. Ai ngờ được một đoạn thì ông mệt quá không thể đi được nữa. Lúc này tàu cũng bắt đầu khởi hành. Thấy vậy bắt đầu mới chạy trước, mong rằng có thể thay ông chủ tiễn con trai. Cuối cùng sau bao nỗ lực, nó cũng tìm được vị trí của cậu chủ. Nhờ sự xuất hiện của chú chó mà anh con trai cũng biết được bố ra tiễn mình. Lúc này mọi suy nghĩ tiêu cực của anh đều tan biến. Thời gian cũng cứ thấm thoát trôi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Riêng chỉ có bắt đồng là vẫn ngồi trước ga tàu đợi ông chủ đi làm về. Cho đến một ngày cáp treo thông báo dừng hoạt động để bảo trì, khiến giáo sư chỉ còn cách bắt taxi đi làm. Nhưng tới tối trở về, ông tìm quanh nhà lại chẳng thấy chú chó đâu. Lúc này giáo sư mới chợt nhớ ra, cứ vậy bỏ bát cơm xuống mà đi tới ga cáp treo. Quả nhiên chú chó vẫn ngồi yên ở đây để đợi chủ nhân của mình. Khi thấy ông, nó liền mừng rỡ. Giáo sư cũng xin lỗi vì đã để nó đợi quá lâu, nhưng cho đến một hôm vẫn như mọi ngày, bắt đồng tiễn ông chủ đi làm và nhận một tờ báo từ tay ông để đưa về nhà. Nhưng hôm nay chú chó lại rất lạ, nó không chịu đi về mà cứ đứng mãi ở đấy nhìn giáo sư đi xa. Ai ngờ trong buổi sáng hôm đó khi đang làm việc, giáo sư bất ngờ lên cơn đau tim, ông ngã khuỵu và rời xa nhân thế. Nhìn bà chủ đau lòng sau cái chết của ông chồng, bắt đồng cũng dần tiến lại động viên an ủi. Đến tối hôm đó, bắt đồng vẫn như một thói quen chạy tới trước cửa nhà ga để đợi giáo sư trở về, nhưng nó đợi mãi mà vẫn không thấy chủ nhân xuất hiện. Phải cho tới khi vợ chồng con gái ông Trần tới đây thì nó mới miễn cưỡng đi về. Tuy vậy sáng hôm sau nó lại chạy tới ga. Cho dù có mưa thế nào, nó vẫn ngồi yên ở vị trí đó. Nhìn thấy được tấm lòng của bát đồng, ông chủ sạp báo cũng phải cảm động, qua đó lấy một cái ô để che cho nó. Không lâu sau, khu tập thể của gia đình giáo sư được yêu cầu chuyển đi, nơi này sẽ bị phá dỡ để quy hoạch dự án mới. Làm vợ giáo sư chỉ còn cách chuyển tới Bắc Kinh sống cùng con trai. Bát đồng được gửi gắm cho vợ chồng con gái chăm sóc, nhưng ngày đầu tiên về nhà mới nó đã làm loạn, phá phách mọi thứ trong nhà. Con gái giáo sư biết rằng bát đồng đang biểu tình vì không muốn ở cùng cô, không còn cách nào khác, cô đành chở nó về quê. Vừa tới nơi, nó liền thoát khỏi dây chói, chạy một mạch tới nhà ga. Thấy vậy, ông chủ sạp báo cũng cảm động, liền đưa cho nó một tờ báo để đưa về. Lúc này căn nhà đã bị phá dỡ, nó chỉ biết lùi thủi nằm dài một chỗ. Đến sáng lại chạy tới trước nhà ga đợi giáo sư trở lại. Cho tới tận 10 năm sau khi cơ thể bắt đồng bắt đầu già yếu, tuy vậy nó vẫn kiên trì đến đúng vị trí quen thuộc ngồi chờ. Bất ngờ hôm nay vợ của giáo sư cùng cậu con trai xuất hiện, bà trở lại đây để thăm lại quê. Lúc này ông chủ sạp báo cũng bảo, trong suốt 10 năm qua không sót một ngày nào, bắt đồng luôn ngồi ở đây để đợi giáo sư. Ông còn nói nhà của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bị phá dỡ, vì thế hãy quay lại đó một chuyến để thăm nhà. Rồi ông đưa cho bắt đồng một tờ báo, nó như một thói quen cứ vậy chạy về nhà và tiên phong làm người dẫn đường cho mọi người. Về tới nhà ai cũng phải bất ngờ khi chứng kiến số báo trong 10 năm qua nó mang về đã chất thành núi. Điều đó cho thấy bắt đồng trung thành thế nào. Lúc này nó cũng dần kiệt sức, dần dần nhắm mắt và chút hơi thở cuối cùng. Đến bây giờ nó mới được gặp lại giáo sư, người mà đã rất lâu rồi nó vẫn luôn chờ đợi. Trước khi rời đi, bắt đồng còn không quên mang theo con gấu mà giáo sư tặng nó. Ông lúc này cũng xin lỗi vì bắt nó đợi quá lâu. Rồi giáo sư bế bắt đồng vào lòng và bước lên cáp treo, cùng nhau bước sang thế giới bên kia. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!